Nóng em quá đẹp lắm. Không sao đâu anh. Đẹp lắm. Hình này em nhìn coi. Hình em chụp đẹp chưa? Cô dâu cũng đẹp, mà chú rể cũng đẹp luôn. Giống đó. Cậu cậu cho tôi hỏi thăm chút nghe. Dạ. Cậu có phải là cậu nhầm người rồi bác ơi? Nè, chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Bà biết thằng Thịnh không? Thịnh nào? Thằng Thịnh em của con Tuyết Văn Thu đó. Biết sao rồi? Bà biết nó bây giờ nó ở đâu không? Thì sao không biết, nó đang ở Úc chứ đâu. Ở Úc cái con bò hút đó chứ. Ở đó mà Úc, nó đang ở đây nè. Thôi đi, hồi nãy giờ chạy xe ế khách, nằm mơ thấy nó phải không? Trời, chính mắt tôi nhìn thấy nó rõ ràng. Tháng trước tôi gặp nó một lần rồi. Mới đây nè, tôi chở khách đi á, chở khách trên đường á, tôi thấy nó một lần nữa. Nó đang làm cho một cái công ty lớn nào á. Phải không á? Già cả rồi, mắt mờ, trông gà quá dịch đó. Trời, hai con mắt tôi bự như hai ngóc bu vậy, làm sao tôi ngó lộn được? Hả? Già nhưng mắt còn tỏ lắm nha. Bà không tin phải không? Được rồi, tôi chở bà tới đó ha, để bà coi con phải thằng Thịnh hay không, ha? Ông nhìn thấy nó thiệt hả? Thiệt cái giải gì? Vậy sao ông không nói cho con Tuyết nó biết? Lần trước tôi gặp thằng Thịnh, tôi có nói cho con Tuyết nó biết, vậy mà nó không chịu tin. Nó cứ khăng khăng là thằng Thịnh nó đang ở Úc không à. Nó còn nói là tôi nhìn lầm nữa kìa. Đó. Tôi dứt khoát với bà, đó là thằng Thịnh đó. Bây giờ bà còn nhớ bằng Thịnh không? Nhớ sao không nhớ? Tôi già chứ tôi đâu có lẫn đâu. Vậy ha, vậy tôi chở bà tới đó, coi có phải thằng đó là thằng Thịnh hay không nha. Ông Tư ơi. Cái gì? Sao mà lâu quá? Hay không chừng nó ra bên ngoài rồi mà tôi với ông không thấy? Tôi đâu biết. Thôi mình ráng chờ chút xíu nữa đi, coi nó có ra không. Nó kìa, thằng Thịnh ra kìa. Gì? Đâu? Thằng Thịnh. Đâu? Đó, nó đang ngồi chiếc xe gì đó, đang chuẩn bị chở ai đó. Ông thấy chưa? Thấy rồi. Thấy rồi thì lấy điện thoại ra chụp đi, còn chần chờ gì nữa. Quên. Để đi, cái máy. Chụp liền đi. Đợi chút, mở máy. Trời ơi, sao nãy giờ không chuẩn bị sẵn? Mở máy sẵn rồi nó không biết nữa sao? Giờ mở chưa? Rồi mở rồi. Chụp, chụp liền. Chụp nhiều vô. Chụp. Đây. Chụp nhiều, chụp nữa. Chụp. Chụp nhiều vô. Nữa. Đưa cái chứng cứ cho anh Tuyết nó coi. Từ. Hối quá rồi bà. Đưa đi. Nè, cháu coi cho kỹ, coi người trong hình này phải là thằng Thịnh không? À. Trời đất ơi. Cái gì vậy con hả? Nè, bình tĩnh nè. Nè, có sao không con? Thôi, qua đây bà Sáu cho con cơm ha. Nè, có sao không con? Bình tĩnh, uống mấy nước đi con. Ông Tư ơi, đúng là nói rồi, còn ai nữa? Trời ơi, sao còn thấy nó chở người bạn gái nữa? Mà cái người bạn gái đó mặt mày đẹp dữ lắm. Nó cũng thuộc loại con nhà giàu chứ không phải dân thường đâu à ngang. Thằng Thịnh á, tại sao nó về nước mà nó không báo cho chị em mình biết? Chị hai, tại sao nó lại làm như vậy hả chị hai? Chị làm sao biết được trong đầu em nó nghĩ gì chứ? Nếu đã vậy á thì chị em mình phải làm cho ra lẽ. Chuyện này không thể bỏ qua được đâu. Em không thể nào chấp nhận một đứa em như vậy cả. Tại sao nó không nhớ lại những cái lúc mà chị em mình nghèo khó, chị em mình hết lòng chăm lo cho nó? Bây giờ nó thành đạt, nó lại quên ơn, nó bỏ qua tình cảm cho em mình chứ. Ông Tư. Bây giờ hả, ông Tư biết nó ở đâu á, ông Tư chở con tới đó liền đi ông Tư. Chở bà tới đó bà quậy à? Em đến đó để làm gì chứ? Thì em chửi vô cái mặt nó chứ làm gì? Em á hả, phải cho mọi người trong công ty của nó thấy rõ cái bộ mặt của nó.
Nó là cái thằng vô ơn bội nghĩa, thâm san phụ khó, rồi còn trọng phú khinh bần. Vì tiền á mà nó quên bỏ chị em mình. Em thử xem á, coi nó có ngóc đầu nó lên nổi hay không. Thôi chị xin em, dù gì á nó cũng là em ruột của mình, mình có làm khó thì có được lợi lộc vui vẻ gì đâu chứ. Chắc nó cũng có nỗi khổ riêng của nó nên nó mới làm như vậy. Em cứ để chuyện này chị tính cho. Đó, chỗ nó làm đó. Công ty của em còn làm ở đây không chị? Ừ, đúng rồi. Cháu vô đi. Thôi, mình về đi ông Tư. Trời, giỡn. Tới đây rồi, rồi về là sao? Cháu phải gặp em cháu để hỏi cụ thể như thế nào chứ. Hả? À, giờ cháu vô đó, không biết nó làm phòng nào, hỏi bảo vệ người ta chỉ cho. Đi vô đi. Ê, ê, nó ra kìa, nó ra kìa. Kìa kìa, nó kìa, nó kìa. Thịnh. Thôi, mình về đi ông Tư. Trời, sao cháu đội về hoài vậy? Cháu không biết lý do tại sao ông Thịnh không về nhà ở. Cháu phải gặp nó cho hỏi cho ra lẽ chứ. Hả? À, chuyện cái gì đâu mà ngại. Bây giờ con đã biết lý do tại sao em Thịnh nó không về nhà rồi ông Tư. Lý do gì mặc kệ nó. Nó làm em của con, nó làm sai thì con có quyền trách mắng nó, chửi bới nó, có gì đâu mà sợ. Còn con dám nói để ông Tư nói cho. Ông Tư, đừng ông Tư. Kìa, kìa, nó lên xe kìa, nó chuẩn bị chạy kìa. Kìa, lẹ đi ông Tư. Đi, đã nói. Thôi kệ nó đi ông Tư. Rồi, nó chạy rồi. Bây giờ nó đang đi với bạn, con không tiện nói. Nói ra là em nó mất mặt với bạn, tội nghiệp nó. Mà em nói thiệt với hai nha, cái thứ mà ăn cháo đá bát như nó, em ghét mà em thù ơi là thù vậy đó. Đi du học về không báo cho ai một tiếng, cũng không viết cho ai một bức thư nào hết. Có nhà này nè mà không chịu về. Có chị em mình nè mà cũng không thèm nhìn mặt chị em mình nữa. Rồi bây giờ tự ý lấy vợ mà không xin phép ai hết. Em hỏi hai nè, nó từ đâu nó ra, hay là nó từ đất nẻ nó chui lên mà nó xử sự như vậy hả? Máu của nó bây giờ nhiễm bệnh rồi, nó cần phải chữa trị. Nếu mà chị không chữa cho nó thì em sẽ là người chữa cho nó. Chị có hiểu chưa? Ông Tư, không. Bây giờ nó đang ở đâu? Ông Tư nhảy con tới đó liền, con quậy nó tan nát luôn. Ờ, đi liền. Đi, ta chở đi. Thu. Hả? Em ở nhà không được đi đâu hết. Trời ơi, hai ơi là hai. Sao mà chị cứ như vậy hoài vậy? Chị phải để cho em dạy dỗ nó chứ. Chị hai phải để cho em, chính bản thân em lôi nó về cuộc sống của chị em mình. Chẳng lẽ chị hai muốn nó, sau này nó giống luôn như thằng Tâm hay sao hả? Chị muốn nó bỏ chị em mình hay sao? Chị đâu có muốn em nó như vậy đâu. Nhưng em cũng phải nên nghĩ mà thương cho em nó. Trước giờ nó sống với chị em mình cực khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ em hãy để cho em nó có được cuộc sống sung sướng đi em. Đừng lấy đi niềm vui và hạnh phúc của nó nữa. Em mà không nghe lời chị á, chị cắn lưỡi chết cho em vừa lòng. Thôi, đừng nghĩ vậy nè con.